dẫn khám sàng lọc trước tiêm vaccine phòng COVID-19 ngày 18 tháng 6, Bộ Y tế cho biết Việt Nam có thể sẽ được tiếp cận với nhiều loại vaccine COVID-19 khác ngoài AstraZeneca như hiện nay. Bộ Y tế phân loại thành 4 nhóm được tiêm vaccine như sau. Thứ nhất, người cần thận trọng, người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác, người có bệnh nền, bệnh mãn tính được điều trị ổn định, người mất trí giác, năng lực hành vi, người trên 65 tuổi, người có tiền sử giảm tiểu cầu hay rối loạn đông máu, người có bệnh mãn tính có phát hiện thấy bất thường về mạch, huyết áp, nhịp thở. Thứ hai, người phải trì hoãn, người đang mắc bệnh cấp tính hoặc mãn tính đang tiến triển chưa kiểm soát được, người bị suy giảm khả năng đáp ứng miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối, sơ gan mất bù, trong vòng 14 ngày trước có điều trị corticoid liều cao hoặc điều trị hóa trị, xạ trị hay bệnh nhân từng mắc COVID-19 trong 6 tháng, phụ nữ mang thai và đang nuôi con bằng sữa mẹ. 3. Người không được tiêm, người có tiền sử phản vệ từ độ 2 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào, người chống chỉ định theo công bố của nhà sản xuất. Người đủ điều kiện tiêm, người trong độ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo, hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, người không quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc tá dược trong thành phần của vaccine,